Mấy khứa này làm gì vậy trời? Trời ơi, mấy khứa này nó cứ khi mà bị mạn lắc rồi chúng ta sẽ có những cái trường hợp gọi là rất là đau đầu luôn. Đó là khi mạn quá lắc thôi, còn đây là mạn hơi lắc thôi, đó là pin cỡ 80. Pin này thì thường là chơi server Indo là nó hay được cái pin như thế này. Thì như vậy cũng đủ chơi rồi, chỉ có điều mình sẽ delay hơn những người đã chơi ở server đó. Đây là clip mạng từ lắc tới mượt, mọi người hãy xem clip này nhé. Mình khứa này không có tuổi với tôi. Chúng ta sẽ đến với wifi 3 cuột. Pin này là pin khoảng 70, thấp hơn hồi nãy 10 pin. Pin này có thể là đến từ Thái Lan hay là Singapore nhỉ. Hai server này thì pin khá là được cỡ 70 đó, cỡ đó. Chỉ có chơi server của mình là mượn nhất thôi. Hiện tại kênh của mình có cái fanpage đó mọi người. Tuy fanpage của mình không có được nhiều người biết tới nhưng mình dùng cái đó để trả lời tin nhắn đồ á. Mọi người có thể vào đó mà nhắn tin cho mình. Mình sẽ hạn chế trả lời comment ở trên YouTube. Mình chỉ thả tim với like và mình sẽ đọc vậy thôi. Còn mình xử lý thì mình sẽ làm clip. Đây là full cục. Full cục sao được có 8 máy pin. Thật là quá đần độn. Đáng lẽ là pin nó sẽ phải là có 40 mấy là của server Thái Lan. Nhưng mà hiện tại không có. Nên đó là khi mà mạng mượt thôi. Còn khi mạng nó hơi hơi thì cũng lên tới 8 mấy à. Và đây là mạng VIP nhất, chính là mạng chúng ta chơi ở server của mình. Đấy. Quá ghê gớm không? Quá ghê gớm luôn. Quá ghê gớm. Quá ghê gớm. Mình khứa này. Ngồi đó mà bơm máu. Đó là một nỗi buồn. Mọi người có thể thấy mạng của tôi chỉ có pin 18 thôi. Đây chính là mạng khi chúng ta chơi server Việt Nam. Mình khứa này. Sau tôi sẽ làm thêm mấy clip về từ rank đồng đến thách đấu các kiểu nữa cho mọi người xem. Chủ yếu là đây là một clip reaction. Cảm ơn mọi người đã xem clip, nhớ bấm like và subscribe cho mình nhé. Bye bye anh em. Còn 50 người nữa là được 1k sub rồi.